xinh có hoa thơm trái hiền. Gần kỳ lối xóm có cô bạn thân, sớm hôm lò sạch đèn. Hai đứa chưa ước hẹn ngày, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi. Nào còn những lúc hai hoa vườn trăng suốt đêm ban tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi của người trai, tha thiết với tương lai. Tôi xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng trinh. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao cố gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Dần ngàn sóng gió biết sao nàng vui dâng thân nơi. Màn đêm thường sẽ nát con tim em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Dầm ngàn sóng gió biết đâu nàng vui dâng thân nơi bước. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm thường sẽ nát con tim em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ gặp nhau. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho em gửi lời kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Hôm nay thì em xin phép lên cho các bác một bộ phối ghép nghe nhạc không tốn diện tích mà lại cực đỉnh. Vâng, đó là cái âm ly Lukman và cặp loa
JBL L82 Classic. Đây là cái cặp loa về bên em trong tình trạng là mới phun thùng các bác nhá. Mới thì không phải nói gì nhiều rồi các bác. Và con âm ly L505 UX với hai cái đồng hồ rất là đẹp luôn ạ. Mặt thì phai nhôm sáng bóng, mặt đồng hồ căng nút thì cũng rất là mới luôn ạ. Và con âm ly này thì em đang bán là 51,5 triệu các bác nhá. Và cái cặp loa này là 49,5 triệu. Vâng, bác nào quan tâm đến sản phẩm bên em thì hãy nhắn tin cho em hoặc là gọi điện theo cái số điện thoại em đã để sẵn trên màn hình. Vâng, em cảm ơn các bác đã xem video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.